Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay Thanh Lan đi công việc về cho nên mặc áo dài. Và khi mình mặc áo dài thì mình thường hay nghĩ tới quê hương. Rồi thì nhớ đến quá khứ. Nhớ đến cái lần đầu tiên mà Thanh Lan được mời hát TV. Thanh Lan hát dân ca ba miền. Miền Bắc thì bài Qua cầu gió bay nè. Yêu nhau cởi áo à cho nhau về nhà, dối rằng này cha dối mẹ ai à, rằng ai à quá cầu, rằng ai à quá cầu. Và khi mà hát con đoạn miền Trung, lúc đó Thanh Lan có được cái dịp là ngưng lại không quay để vào thay áo dài tím và hát Lý Qua Đèo. Chiều chiều giấc mơ, giấc mơ ta là đèo qua đèo, ta là đèo qua đèo. Chim kêu tình như bên nở. Ý, quá, chia rửa. Dạ vâng thưa quý vị, nghĩ lại hồi đó mình còn nhỏ xíu à, nhí nhảnh quá. Thanh Lan hát Lý Chim Quyên. Chim quyên quay, ăn trái quay, nhang nhang lòng ở con bạn mình ơi. Thìa lìa quay, quen chầu quay, vợ chồng ở con bạn quen hơi. Dạ vâng thưa quý vị, mặc dù là học trường Tây đó nhưng mà Thanh Lan rất là thích hát dân ca. Nên là hồi thời đó cũng vào trường nhạc để học hát dân ca với lại cô Thúy Hoan, với lại vài cô khác nữa. Nói tóm lại là cái tính rất là tò mò, cái gì cũng muốn học. Thì sau này, mấy mươi năm sau tại hải ngoại thì Thanh Lan cũng được biết rằng có một nữ ca sĩ khác hát bài Lý Chim Quyên. Dạ vâng. Dạ vâng thưa quý vị, Thanh Lan nói một hồi quý vị sẽ đoán ra là ai. Người nữ ca sĩ này á, lần đầu tiên á, Thanh Lan gặp á, là tại Đức. Lúc đó thì Thanh Lan cũng mới qua Mỹ mà thôi, trên 20 năm rồi. Lần đầu tiên đi qua Đức thì Thanh Lan được bà bầu xô cho ở trong một căn nhà. Trong căn nhà đó có một nữ ca sĩ nữa là Phi Nhung. Dạ vâng, Phi Nhung lúc đó thì chưa nổi tiếng lúc nào Phi Nhung cũng dễ thương như bây giờ hết trơn á. Rất là nhanh nhẹn, rất là tươi tắn. Gặp chị Thanh Lan là nói chuyện líu lo, vui lắm. Lần đó đi Đức thì Thanh Lan cũng được cái may mắn là nhờ được một người bạn chở đi xe đường bộ từ Düsseldorf mà qua tới Paris. Thì lần đó Thanh Lan gặp được hai cô em gái của mình ở Paris. Đó là một cô em gái đã sống tại đó từ lâu và một cô em gái thì đi học đại học tại miền Bắc của Paris nhưng mà cũng ghé về Paris chơi. Thì đó là cái tấm ảnh ba chị em rất là hiếm hoi mà đã chụp được trong cái thời gian đó. Bây giờ chắc là khó rồi, tại vì ba người ở ba nước khác nhau. Dạ vâng thưa quý vị, trở lại với Phi Nhung. Thì sau một thời gian sau đó thì trở về Mỹ thì Thanh Lan thấy Phi Nhung bắt đầu hát nơi này nơi nọ. Và có những lần đi hát, Thanh Lan nhớ rằng đi hát tại New Jersey trong casino Taj Mahal. Thì quay video cho trung tâm của Ý Nhi. Lần đó Thanh Lan nhớ là Phi Nhung hát, nếu Thanh Lan không lầm, là bài Anh Cho Em Mùa Xuân. Rất là tươi vui, trẻ trung. Sau này thì Phi Nhung đã chuyển hướng theo hẳn nhạc quê hương và cổ nhạc. Mà đó là một cái quyết định rất là đúng đắn và khôn khéo.
là vì trong lòng của Phi Nhung là cả một niềm yêu quê hương mãnh liệt, nên là khi mà hát tới những câu nào thì không những Phi Nhung mà cả khán giả đều rưng rưng nhớ về quê hương. Và Thanh Lan đã rất là vui mừng cho cái sự nghiệp của Phi Nhung đã tiến triển tốt đẹp. Thanh Lan có nhớ có một lần hồi đó Thanh Lan đi quay video cho một trung tâm nào đó ở tại quận Cam nè, thì Phi Nhung có đi theo chơi thôi chứ không có hát trong cái lần đó, mà cũng chịu khó đi theo chơi. Lúc nào cũng chị Thanh Lan ơi, chị Thanh Lan à, nên là lúc nào Thanh Lan cũng rất là mến cô em gái nhỏ. Thưa quý vị, trở lại với Phi Nhung. Cho đến một ngày thì cái tên Phi Nhung ai cũng biết hết. Xong rồi cái Thanh Lan nhớ là vào năm 2000, tại vì cái tựa của cái vở kịch đó là Lá Sầu Riêng năm 2000. Thì cái năm đó Thanh Lan được mời đóng vai Diệu trong vở Lá Sầu Riêng năm 2000. Tức là cái đoạn kết của cái vở Lá Sầu Riêng mà xảy ra ở Việt Nam từ mấy mươi năm trước, thì mấy mươi năm sau Diệu cũng sống tại quận Cam và có đoạn kết ở đây. Thì lúc mà tập dượt thì mình chỉ tập dượt những cái màn của mình mà thôi, không có biết những cái màn khác. Tới cái hôm mà đi quay hình thì Thanh Lan gặp Phi Nhung. Thanh Lan mới nói, ô em khỏe không? Thế em đóng vai gì đấy? Dạ em đóng vai Diệu. Thì không ngờ là cả hai đều đóng vai Diệu. Phi Nhung thì đóng Diệu đời xưa và Thanh Lan thì đóng Diệu đời nay. Nếu mà quý vị muốn xem lại thì quý vị có thể tìm trong Internet, hình như vở kịch đã vẫn còn trên đó. Thanh Lan rất là cảm thấy rất là thích thú khi mà cùng xuất hiện trên một sân khấu như vậy và cùng đóng vai một nhân vật như vậy. Phi Nhung rất là dễ thương và ngây thơ trong vai Diệu. Thanh Lan thì đóng vai Diệu mấy mươi năm sau rồi, lúc đó cũng chững chạc rồi, sắp có rể rồi, và thì đoạn kết nó cũng không được vui. Dạ vâng, thì cái số của Thanh Lan hình như là đóng bi kịch nhiều hơn là hài kịch. Trong những cái vở kịch mà Thanh Lan diễn thì toàn là bi thương, toàn là đau đớn, toàn là kết thúc không được vui. Dạ vâng, thưa quý vị, cái lần mà diễn kịch Lá Sầu Riêng năm 2000 cũng là một cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời đi diễn kịch trên các sân khấu tại quận Cam cũng như là các tiểu bang khác ở Mỹ. Ngoài vở Lá Sầu Riêng thì thời gian đó Thanh Lan cũng được đóng nhiều vở, ví dụ như là Lôi Vũ, ví dụ như là Lồng Đèn Đỏ. Đáng lẽ là phải ngồi nhớ lại cho kỹ tất cả những cái vở mình đã diễn rồi nói một lần để quý vị cùng nhớ với Thanh Lan luôn, chứ nhiều khi mấy chục năm rồi, lúc mà Thanh Lan mới qua Mỹ thì đã đóng rất là nhiều vở kịch trên sân khấu. Ngoài đó thì cũng có đóng một cái vở gì với Mai Phương này đấy, mà đóng vai nữ bá tước hay gì đó, mặc quần áo đời xưa bên Âu Châu, lạ lắm chứ không như Lá Sầu Riêng. Nói tóm lại mà khi mà đóng kịch thì cũng vui, là tại vì mình được lột xác, mình được trở thành một cái người khác, nên là rất là hào hứng để mà gặp tất cả quý vị khán giả và đến với đoàn kịch vào những cái đêm đó. Thanh Lan cũng thấy rằng Phi Nhung diễn rất là đạt và rất là say sưa và rất là hết lòng trong những cái vai diễn của mình. Đó là một trong những cái lần ít sau này mà trên cùng một sân khấu. Thanh Lan nhớ có lần hát một cái casino nào đó thì Thanh Lan có hát trong cái chương trình đó, rồi một lúc sau thì thấy Phi Nhung tất tả tất tuổi chạy vào, tức là bận rộn lắm, bay từ đâu qua đó, và từ phi trường là đến thẳng nơi diễn luôn. Thì như vậy đó, quý vị thấy không, nghệ sĩ thì bận rộn nhưng mà cái nghề này nó không có đều. Dạ, đôi khi thì nó cũng bình bình, xong rồi tự nhiên đôi khi nó dồn dập, nhưng mà điều đó có nghĩa rằng người nghệ sĩ đó thì phải có đủ sức khỏe.
thì mới làm nổi cái nghề này. Tại vì thường thì trên đời có những người làm việc trí óc, có những người làm việc tay chân, còn người nghệ sĩ thì mà nhất là trình diễn thì hình như là phải làm việc cả trí óc mà vừa phải có sức khỏe nữa, không dám nói là tay chân, nhưng mà có những cái màn diễn mà nó năng động thì cũng phải dùng đến tay chân. Dạ vâng, thưa quý vị, thế cho thấy rằng là nếu mà làm nghệ sĩ phải có một cái niềm đam mê, thì khi mình có đam mê thì mình không cảm thấy mệt nữa, mình chạy tới đâu thì cũng chạy, mà diễn tới đâu thì cũng diễn cho tới, rồi đến cuối cùng sau đó là có mệt, có bệnh, có gì thì cũng ráng mà dưỡng để mà lấy lại sức để mà sau đó lại chạy tiếp. Dạ vâng, thì tự nhiên sực nhớ tới một cái bài hát của Sylvie Vartan. Nói chuyện này nó lại sọ qua chuyện kia. Tại vì cái bài hát ấy, nói về cái cảnh những cô ca sĩ mà cứ lên hết chuyến bay này tới chuyến bay kia rồi chạy không có thời giờ để mà nghỉ ngơi, là cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà Thanh Lan thấy rằng nếu mà có cả cuộc đời như vậy thì mình cũng thích chứ. Dạ. Chứ còn mà cái thời gian vừa qua này mà Covid khắp nơi, không có đi đâu được hết trơn rồi, không có ai tổ chức được show là vì cấm tụ họp, thì cái một cuộc đời như vậy thì nó cũng buồn lắm quý vị. Bây giờ thì thời lúc này thì tại Mỹ thì cũng đỡ đỡ trở lại, bắt đầu có show chỗ này chỗ kia, thì Thanh Lan cũng có dịp lại đi gặp lại quý vị. Nhưng mà cái hôm nay á, tuy là ngồi nói chuyện vui vẻ vậy nhưng mà trong lòng cũng hơi sốt ruột, hơi buồn, là tại vì biết rằng Phi Nhung đang bệnh đó. Thì không biết là Phi Nhung có khỏe chưa, có tỉnh chưa để xem chương trình này không. Thì nếu mà không thì chị Thanh Lan nhờ ai mà xem chương trình này nhắn lại với Phi Nhung rằng là chị Thanh Lan rất là thương Phi Nhung, lúc nào cũng nhớ, cũng như lúc nào cũng thương Phi Nhung. Vì tính tình Phi Nhung thì lúc nào cũng rất là hồn nhiên và rất lúc nào cũng nghĩ tới người khác, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ tới mình. Đó. Do vậy thì chị Thanh Lan rất là thương cái tính tình của Phi Nhung, hơn nữa lại thương luôn cả cái tài của Phi Nhung. Thấy rằng Phi Nhung rất là nhiều tài, làm được nhiều thứ mà làm cái gì thì cũng hết lòng hết dạ và được quý vị khán giả yêu mến rất là đông. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu một người nghệ sĩ mà được quý vị khán giả yêu mến rất là đông, hiển nhiên là phải có một cái gì đó khiến cho quý vị khán giả cảm thấy thương mến. Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với Phi Nhung. Tại sao Thanh Lan nói rằng Phi Nhung hay nghĩ cho người khác? Là vì Thanh Lan còn nhớ cái lần cuối cùng mà gặp Phi Nhung là tại phi trường của thành phố Houston, Texas. Lần đó Thanh Lan thì đi có một mình thôi, cũng chẳng nhớ là cái dịp gì. Thì gặp Phi Nhung và một số các bạn nghệ sĩ đi một nhóm với nhau khá đông. Nhưng mà lần đó thì thú thật là Thanh Lan không có cái tâm trạng để mà ra mà vui vẻ tụ họp nói chuyện trò vui vẻ với nhau như thường khi, là vì thời gian đó đang bận tâm nghĩ tới cái chuyện viết cho xong cái hồi ký đó, viết mãi mà chưa xong, là tại vì mình phải nhớ tới những cái điều gì dù là nó nhỏ nhặt tới đâu nhưng mà nó có một cái nét chấm phá nào đó quan trọng trong cái cuộc đời của mình, trong cái tâm tư của mình, để về sau mình sẽ trở thành một cái con người khác cái con người mà cách đây mấy chục năm. Dạ vâng, thì chính cái cuộc sống của mình nó uốn nắn mình thành cái con người hiện tại đó. Do vậy lúc nào cũng thích ngồi một mình. Dạ vâng, nhưng mà hôm đó thì Phi Nhung lại chạy ra: "Ô, chị Thanh Lan, chị khỏe không?" Xong rồi Phi Nhung đưa cho Thanh Lan số phone mà nói một câu á, thì Thanh Lan rất là cảm động, cho nên tới bây giờ vẫn còn nhớ. Phi Nhung hỏi chắc tại thấy Thanh Lan không được vui vẻ đó, nên là có hỏi chị Thanh Lan ơi, chị có cần gì, em giúp gì không, chị gọi em nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, chỉ một câu vậy thôi Thanh Lan sẽ nhớ suốt đời. Mặc dù là sau đó Thanh Lan cũng không có hề gọi Phi Nhung, cũng không có hề nhờ gì Phi Nhung cả, nhưng mà thưa quý vị,
như Thanh Lan đã thưa trong một cái show nào trước đó, nghệ sĩ đối với nhau bằng tấm lòng. Chỉ có câu nói đó thôi là Thanh Lan đã hiểu tấm lòng của Phi Nhung rồi. Mặc dù là đã quen biết từ trước, đã hiểu từ cái ngày mà hình như có nấu cơm cho chị Thanh Lan ăn ở bên Đức đó, đó. Rồi thì là hai chị em mình ăn với nhau à, chả có ai, nó buồn ghê. Thì sau đây thì chị Thanh Lan rất là chân thành, tự đáy lòng gửi đến Phi Nhung những lời chúc tốt đẹp nhất và mong chờ ngày em khỏe, thật sự khỏe, để chúng ta lại gặp nhau. Mà dù có không gặp nhau đi nữa thì em đi gặp những người mà em thương, những khán giả mà em thương, những khán giả thương em, thì điều đó là chị Thanh Lan vô cùng vô cùng mong chờ cho em có ngày khỏe lại như vậy như trước em nhé. Thương em rất nhiều. Và Thanh Lan cũng xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Phải lòng em đã trót yêu, từng buổi trưa hè gió hắt hiu, em ngồi tơ tưởng ngày anh đến, khẽ nói rằng anh cũng đã yêu. Có phải chăng màu máu vẫn tươi, màu mắt mây trời nước xa xôi, mỗi lần ai hỏi thầm sao xuyên, thầm nghĩ yêu gì nhớ thế thôi. Chẳng biết người ta có nhớ không, có thấy tâm hồn bỗng trống ngồi thơ thần khi chiều xuống, nhìn áng mây chiều mắt rưng rưng, những buổi hoàng hôn nhuộm dáng chiều, nhuộm tím hồn em giữa cô liêu, và màn đêm xuống, màn đêm xuống khép kín giùm em nỗi giấc yêu. Có biết chăng ngày ấy quen nhau, những tưởng đôi lần thoáng thấy nhau, chẳng để cho lòng em xao động, ấy thế mà ta khó quên nhau. Phải lòng em đã trót yêu, từng buổi trưa hè gió hắt hiu, em ngồi tơ tưởng ngày anh đến, khẽ nói rằng anh cũng đã yêu. Có phải chăng màu máu vẫn tươi, màu mắt mây trời nước xa xôi, mỗi lần ai hỏi thầm sao xuyên, thầm nghĩ yêu gì nhớ thế thôi. Chẳng biết người ta có nhớ không, có thấy tâm hồn bỗng trống thần khi chiều xuống, nhìn áng mây chiều mắt rưng rưng.
tuổi hoàng hôn nhuộm dáng chiều, nhuộm tím hồn em giữa cô liêu. Và màn đêm xuống khép kín giùm em nỗi dấu yêu. Và màn đêm xuống